Suy niệm lời Chúa thứ năm tuần 27 thường niên. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Suy niệm. Ngày kia, Thánh Clement Hobur đi xin đồ viện trợ cho các cô nhi. Ngài vào một quán ăn có ba người đang đánh bạc, xin họ góp phần vào công việc từ thiện. Một người chửi bới rồi nhổ vào mặt ngài. Thánh nhân lặng lẽ rút khăn tay lau mặt và nhẹ nhàng nói: "Đó là phần của ông cho tôi, còn phần của các cô nhi của tôi đâu?" Tay cờ bạc kinh ngạc đến thẹn thùng, rồi dốc túi đưa hết cho ngài. Vâng, nhiều lần chúng ta thất vọng về Thiên Chúa, lặng thinh, làm ngơ trước những lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng Thiên Chúa không như chúng ta tưởng, Ngài mang trong mình bản chất nhân hậu và giàu ân sủng. Ngài rất vui thích ban ơn, mọi ơn dồi dào và nhưng không cho con cái của người. Vì Chúa là cha yêu thương con cái mình, có người cha nào trong các con lại cho con cái rắn trong khi nó xin con cá chăng? Để xác tín hơn vào Thiên Chúa tốt lành, Chúa Giêsu đã khuyến khích và thúc giục chúng ta kiên trì cầu nguyện. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Có hai lý do để bạn cầu xin với Chúa. Trước hết là để nói lên niềm tin của bạn vào Thiên Chúa. Thứ đến để bạn thú nhận sự giới hạn và bất toàn của mình, rất cần được sự trợ giúp của Chúa để vượt qua. Phần Chúa, Ngài sẵn sàng ban ơn cho những ai kêu cầu người. Vậy tại sao bạn lại chần chừ cầu nguyện? Chẳng những bạn cầu xin cho những chính bạn và cho những người xung quanh bạn, bạn đừng quên cầu cho nguyện cho những người khác, kể cả những người kẻ thù, những người đau khổ, những người bị bỏ rơi. Hôm nay chúng ta hãy tập sống tin tưởng, phó thác và kiên trì cầu nguyện mọi lúc, mọi nơi. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng trông cậy Chúa, để chúng con có thể vững bước, tin tưởng, yêu thương tất cả mọi người xung quanh chúng con. Amen.